Tết 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 là Tết là Tết, Tết với cái quai trong nhà dưới phố. Tết 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 là Tết là Tết, cho người đất ta về đây sum vầy. Tết 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 là Tết là Tết, con cháu bà quây quần bên nhau. Cho bài chiếc thơ cùng khoe áo mới, cho những người lớn lì xì trẻ con, tất cả mọi người hân hoan chúc nhau, chúc nhau một năm an lành yên vui.
ta gặp nhiều an vui. Mẹ ơi con nghe, hình như ở quê phố có
cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa, và kính chúc người người sẽ gặp lại Tết sau được nhiều lòng hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng, và nồi bánh chưng xanh chờ xuân đang xa. Cánh hết nơi nơi khắp phố người người đi hái lộc, đêm xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa, trong tiếng trong xuân lòng phùng về đây xung vầy, phát lòng tay ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Đón năm mới thì có chén rượu là chúc sức khỏe tất cả toàn thể đại gia đình ta mạnh sang năm mới sắp tới mạnh khỏe hạnh phúc an khang thịnh vượng. 1 2 3 go, 2 3 go, 2 3 uống, 2 3 chúc mừng năm mới 2024 go. Rượu xâm uống thằng nào đấy? Thằng nào uống rượu không? Hả? Đồ hôm nay là một ngày đặc biệt. Ăn đi, ăn đi. Cậu ơi, giang gấp cho cậu, sợ cậu xấu hổ với em. Cây sang đây con. Ăn đi rồi vui, chén đi em, chén đi. Nguyễn ơi, nhà ra em. Không cần đâu. Em ơi, không cần đâu. Chén đi vui, chén đi. Chưa, kệ bạn. Em cứ mang ra đây trước. Cậu chén đi cậu ơi. Cậu cứ ngại. Nhưng mà khả năng thì cậu mặc áo khoác hay là áo mưa đấy. Xin mời cả nhà làm miếng nem nhá. Nem bánh nhân nem Sài Gòn thì năm nào cũng phải có rồi. Để kế và vợ bảo khéo tay. Căn bản là vẫn là hai ăn. Xuất phát từ hai ăn. Ông ăn, ông muốn ngon thì ông phải tự làm. Đúng ý. Đúng không? Đúng không? Anh nhớ ngày xưa hai đứa nhau cậu ăn á, cỗ Tết mùng hai cũng hay làm bánh cho anh em á, cũng cầu kỳ.
ông, nhất là ông. Ông nhà mình cứ đan lên Sài Gòn. Mà còn ông cháu mới thấy vui, mới về đủ các cháu này. Sau này cậu cũng phải có trách nhiệm như thế. Cái gì phải do mình tổ chức. Điền ơi, đi Điền ơi, đây mợ Thi nệ nệ ra ăn mặn nhá. Tức là hôm nay là không có một cái, thế nên là phá giới luôn đấy. Đúng rồi. Đây cháu đút cho nào. Hello. Hả?
Hôm nay là anh Đăng Khoa lại đại diện gia đình à? Thì thôi thì hôm nay đến đây là trước tiên là đầu riêng năm sớm, thì bố xin được chúc toàn thể tất cả gia đình nhà ta, con thì lại là đại diện gia đình để đón tiếp, nguyên tiếp người trong nhà đầu tiên chính là bố. Chúc con anh cả anh đến trong gia đình luôn luôn là trụ cột gia đình sau này, luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc, an khang thịnh vượng, học hành đỗ đạt giỏi giang. Sang năm là bố riêng, chúc riêng con anh Đăng Khoa là luôn luôn được mạnh khỏe này, thi cử đỗ đạt này. Đầu tiên ưu tiên là phải vào đạt trường đạt chuẩn quốc gia này của trường trung học phổ thông Xuân Đỉnh theo như con mong muốn. Tiếp theo là một cái nguyện vọng hai nữa là sẽ vào cái trường dân tộc Bắc Hà và đạt học bổng, suất học bổng. Thì bố không biết nói gì hơn, thì chúc con sức khỏe và đạt được những gì con mong muốn. Năm mới con chúc bố mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài phát lộc, nhiều công trình, tiền bạc như nước. Ok, cảm ơn con. Bây giờ đến Trà My nhá, thì bác cũng vừa xong cũng chúc anh chị và gặp anh chị trước rồi thì cũng chúc rồi, thì giờ đến gặp con thì bác chúc con sang năm mới này luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc này, an khang thịnh vượng này, và sang năm mới thì học hành đạt được nhiều thành tích cao trong học tập, và nhất là yêu thương các em, là một người chị gương mẫu và là một người con ngoan, một người trò giỏi của gia đình, nhà trường và xã hội nha. Thì bác có một tờ lì xì để mừng tuổi nhân dịp đầu năm mới cho con, chúc con luôn luôn may mắn trong cuộc sống nha. Con xin bác ạ. Và năm mới cũng chúc bác là sức khỏe dồi dào, tiền vào như nuốt, tiền ra di dỉ ạ. Ok, thế bác cảm ơn con nha. Vâng ạ. Năm mới em chúc anh bốn chữ: lắm tài, lắm tiền, làm sức khỏe, lắm nhiều sự may mắn á. Lắm nhiều sự may mắn. Năm mới nha, anh chúc đi mạnh khỏe, hạnh phúc, gia thịnh vượng, ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ và chiều em. Vâng, cảm ơn anh nha. Năm mới em chúc anh Lê Lân đẹp trai thi đỗ vào trường anh mong muốn và có nhiều sức khỏe. Năm mới anh chúc shop mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời ông bà cha mẹ và sửa được các thói hư tật xấu. Năm mới em chúc chi mạnh khỏe, xinh đẹp, sức khỏe dồi dào, càng ngày càng học giỏi và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống mà. Cảm ơn anh. Năm mới cũng chúc My xinh đẹp, học giỏi, tất cả các bài tập có thể tự giải được mà không cần nhờ chị, và kể có thể chăm sóc cho em bé vừa mới đẻ và nhường nhịn Trang My một tí. Và em cảm ơn lời chúc của chị. Con xin nước ạ. Ok con. Ngoài trời lạnh lắm con. Okay. Ê, đi vào đây, vào đây. Sắp xong vào đây rồi. Ngồi đi, các con ngồi đi. Dạ thôi nhân dịp năm sớm thì Trừ Dương anh Đăng Khoa này rót trà, mời trà, rót nước, mời nước bố, thì chúng ta cùng uống, cùng chúc cho nhau những lời sức khỏe tốt đẹp nhất đến với nhau trong năm Giáp Thìn 2024 này nhá. Vâng. Mẹ hơi có hiện tượng viêm họng, ăn đi con này. Ngon.
À, ăn đu đủ này, độ trưng cho một năm nhà ăn rất là đẹp. Ý nghĩa là đúng là cái gì ăn đu đủ thôi, không được quá, đúng không? Quá thì không tốt.